phương pháp chăm sóc da chàm. Nhiều trường hợp có da chàm dẫn đến tình trạng ửng đỏ, nổi mụn nước, ngứa, khô, từ đó cần lưu ý nhiều vấn đề trong chăm sóc vệ sinh. Chàm là bệnh mãn tính về da thường gặp. Bên cạnh việc sử dụng thuốc theo đúng chỉ định, người bệnh cần hiểu đúng và lưu ý trong các phương pháp chăm sóc, từ đó tránh những sai lầm khiến da tổn thương nặng hơn, gây khó khăn cho điều trị. Theo bác sĩ Ngô Thị Ngọc Vân, khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chàm là tình trạng một bệnh viêm da mãn tính với các triệu chứng đặc trưng gồm da đỏ, nổi mụn nước, ngứa dữ dội, khô nứt. Các biểu hiện này của da chàm gây khó chịu, mất thẩm mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Không chỉ vậy, theo vị chuyên gia, người bị chàm sẽ có làn da nhạy cảm hơn và dễ bị nhiễm các bệnh da khác hơn. Nguyên nhân là hàng rào bảo vệ da suy yếu không ngăn chặn được các tác nhân dị ứng, khiến khả năng giữ ẩm kém, da thường bị khô nhiều hơn. Về mặt lý thuyết, bệnh chàm có thể xuất hiện ở tất cả độ tuổi giới tính. Đối với trẻ em, nguyên nhân có thể do hệ miễn dịch đột biến gen. Trong khi đó, đối với người lớn, nguyên nhân chính dẫn tới căn bệnh chàm là sự phản ứng của cơ thể với các tác nhân gây bệnh bên trong như là di truyền, cơ địa, tác dụng phụ của thuốc hoặc tác nhân bên ngoài gồm vi khuẩn, hóa chất, thay đổi thời tiết. Theo bác sĩ Ngô Thị Ngọc Vân, việc điều trị bệnh chàm hướng đến 3 mục tiêu chính bao gồm kiểm soát cơn ngứa, làm lành da, ngăn chặn sự lan rộng tổn thương và hạn chế nhiễm trùng. Để kiểm soát cơn ngứa, các bác sĩ có thể chỉ định người bệnh sử dụng một số loại thuốc điều trị. Tuy nhiên, vị chuyên gia khuyến cáo việc sử dụng thuốc trong thời gian dài có thể gây ra các tác dụng phụ như là mỏng da, đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp. Do đó, người bệnh cần thăm khám và theo dõi bệnh lâu dài ở các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ điều chỉnh thuốc trong trường hợp cần thiết. Bên cạnh việc sử dụng thuốc, bác sĩ Vân nhấn mạnh người bệnh cần chú ý ngăn chặn sự lan rộng tổn thương và nhiễm trùng. Một số phương pháp gồm không gãi trên vùng da bị chàm. Việc gãi chỉ giúp giảm ngứa tạm thời nhưng lại khiến những tổn thương da nặng hơn. Gãi lên da cũng sẽ kích hoạt một vòng luẩn quẩn ngứa gãi phát ban ngoài da. Đây cũng là yếu tố khiến cho tình trạng bệnh chàm có thể bùng phát. Thay vì gãi, bác sĩ Vân gợi ý người bệnh có thể chườm mát để làm dịu da. Không sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết dạng hạt hoặc là chà sát mạnh với khăn lau cơ thể. Nguyên nhân là do chúng có thể gây kích ứng và khiến chàm lây lan. Thay vào đó, chúng ta nên lau khô bằng khăn mềm, đồng thời luôn giữ ẩm. Không tự ý mua thuốc bôi, đắp lá, thuốc theo dân gian, các thuốc có chứa corticoid mà không có chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý bôi thuốc có thể khiến chàm lan rộng, nặng thêm và nhiễm khuẩn. Đặc biệt với các loại thuốc corticoid tự ý dùng dài ngày sẽ có thể khiến da gặp tác dụng phụ như là bị nhiễm nấm, teo da, mất màu da. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.